Hello, xin chào mọi người, mình là Zoe đây. Và đây sẽ là cái video mà mình sẽ review cái bàn phím Huntsman V3. Có không biết có Pro hay không nữa, Huntsman V3 Mini mà phiên bản analog. Và với cái phiên bản này thì có Rapid Trigger, có Hall Effect, các thứ Cái kiểu cũng có Snap Tap rồi nói chung là đầy đủ những cái gì mà các bạn muốn có trên một cái con Wooten mà các bạn không có đủ tiền cho một cái con Wooten á. Thì với cái giá là 3,5 triệu hay sao, hình như là anh Phong mua 3,5 triệu. À, và mình được gửi cái con bàn phím này đến từ anh Phong, cho nên là cảm ơn anh Phong rất là nhiều vì đã gửi cho mình cái con bàn phím này để mà mình làm review cũng như là mình có một những cái trải nghiệm gì đó với lại bàn phím của Razer. Và cũng là hoàn thiện một cái bộ combo Razer, cái thứ chuột phím, cái thứ đó kiểu vậy. Thì đây cũng là cái lần đầu tiên mà mình sử dụng một cái bàn phím Razer luôn các bạn. Thì với cái con bàn phím này thì thật sự cái chất lượng hoàn thiện của nó thì mình phải nói là nó khá là gì đó Razer thật sự luôn, với cái kiểu nó lọc sọc, nó ọc ẹp kiểu gì các bạn, mình chả hiểu nữa. Về cái phần mà ở cái phần case ở dưới đi nha thì mình không nói gì đâu, nhưng mà về cái phần mà nguyên cái bàn phím á, những cái nút của nó thật sự rất là lọc sọc luôn. Nó cho mình một cái cảm giác nó khá là kỳ, nó kiểu nó dại, nó kiểu nó lọc sọc, nói chung là nó nhưng mà được một cái là nó ok hơn, nó đỡ lắc, nó đỡ rung hơn là một cái con Wooden 60HE. Cho nên là từ trong hộp ra luôn nha thì nó tốt hơn là một cái con Wooden 60HE về cái mặt là những cái gọi là lắc lư của nó, những cái wobble của nó thì nó tốt hơn con Wooden thật. Tiếp theo đó là về cái mặt mà kiểu cái thiết kế với cái kiểu keycap này thì PBT cái thứ làm xử lý nhám như thế này, và mình thấy là nó cũng hợp cái aesthetic của mình, và những cái led lủng của nó thì nó được xuyên qua rất là tốt vì đồ Razer mà các bạn. Nếu mà là một cái đồ Razer mà không có led á, thì chắc chắn là không phải là đồ Razer, trừ những cái con chuột mà kiểu nó dạng pro đi thì không phải là đồ Razer nếu mà nó không xuyên led đẹp. Như vậy là đủ hiểu rồi. Và khi mà nhìn về cái mặt ngoại quan á thì cái phần này là cái phần nhôm cái thứ, rồi cái nói chung là keycap rồi cái thứ, và các bạn cũng có gọi là hai cái góc để mà các bạn chỉnh cái gọi là cái góc gõ phím á các bạn, thì mình thấy là ok. Sau đó thì nói về cái mặt mà cảm giác đi, cái cảm giác bấm trên cái bộ switch này cũng như là cái bộ keycap này thì mình thấy như thế nào, thì cái cảm giác mà gõ phím, khi mà mình gõ phím mình chat với các bạn á, mình chat với mọi người á, thì mình thấy là cái hành trình của cái phím này nó cực kỳ dài luôn, nó 4mm. Mình xài những cái con gọi là cái con bàn phím đó bình thường, những cái con bàn phím Rapid Trigger mà nó cũng là 4mm luôn nha, nhưng mà nó là switch khác, switch của Razer. Nhưng mà mình bấm thì mình thấy là nó cũng khá là giống cơ chứ. Nhưng mà đối với con bàn phím này á, thật sự khi mà mình bấm nó có một cái hành trình nó cực kỳ là dài luôn. Mình thấy nó cực kỳ là kỳ lạ, kỳ dị, mình nó cảm thấy là mình khá là chớ đối với cái con bàn phím này, nhưng mà làm quen một hồi cũng không sao hết. Và nói về những cái mà stab tủng, về cái cảm nhận về stab tủng cái thứ đó, thì chắc chắn là không phải nói được trên một cái con bàn phím gaming, thuần gaming luôn rồi. Thật sự stab thì nói chung là nó là một cái con bàn phím gaming, cho nên là mình sẽ cũng không đòi hỏi những cái về vấn đề đó. Nhưng mà về cái mặt hiệu năng đi, khi mà mình nói về cái mặt hiệu năng đi thì thật sự hiệu năng của nó rất là tốt. Hiệu năng của nó như các bạn đã xem những cái video của Optimum, rồi những cái video mà họ có những cái gọi là thông số kỹ thuật, thông số mà gọi là kiểu đo đạc á, thì nó cho ra một cái độ trễ nó cũng gần như là bằng với lại Wooden. Nó chỉ thua Wooden cỡ khoảng mười mấy mili giây thôi. Và mình thấy là để mà bỏ ra 3,5 triệu so với là 6 triệu đối với là một cái con Wooden á, thì các bạn sẽ có một cái con bàn phím mà nó thuần về mặt hiệu năng như thế này, nó chơi game tốt như thế này. Và khi mà mình chỉnh Rapid Trigger thì thật sự trên Synapse á, chỉnh rất là nhuyễn trên cái con này luôn. Chỉnh từ 0.1 tới 4mm thật sự luôn, là nó cho các bạn là một cái hành trình khá là dài á. Cho nên là đối với những cái bạn nào mà kiểu đã quen với lại bàn phím cơ thì xài cái con này nó có một cái cảm giác khá là lạ, giống như mình vậy á. Tại vì cái hành trình phím của nó rất là dài, nhưng mà nó cũng có Rapid Trigger đó, và khi các bạn kiểu nhấp nhả thì nó khá là kỳ, nhưng mà nhấp nhả nó rất là chuẩn, nó rất là chính xác luôn. Cho nên là mình thấy là về cái mặt hiệu năng của cái con Huntsman V3 này á, thì mình thấy không có một cái vấn đề gì hết. Khi mà cái cảm nhận chơi game của mình trong game á, thì thật sự đối với một cái hành trình dài như thế này, và cái lực bấm của nó, cái lực mà cái lò xo của nó có một cái lò xo phải gọi là nó rất là đẩy luôn á, nó rất là resistant, nó rất là kiểu nó kháng lực rất là tốt á. Cho nên là khi mà mình kiểu mình bấm xong mình tra cái hành trình của nó, mình kiểu mình cảm giác cái hành trình của nó, thì thật sự cái hành trình của nó rất là tốt luôn, và nó rất là nhạy luôn. Thì về cái mặt hiệu năng mình không có gì để chê trên cái con mà Huntsman V3 này hết, chỉ là những cái xung quanh của nó khiến cho nó trở thành một con bàn phím mà
lúc đầu xài thì khá là kiểu chớ, nhưng mà khi mà các bạn đã xài quen rồi thì nó là một cái gì đó, một cái cổ máy hoặc là một cái mà cái vũ khí, không nói những cái từ hoa mỹ gì đó, kiểu nó là một cái vũ khí để mà các bạn đem vào Valorant các bạn bắn và thực hiện snap tap trên con này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Nhưng mà mình thấy là snap tap trong Valorant thì mình không quan tâm lắm, nó cũng không có một cái gì đó, nó cũng không có một cái gọi là một cái gì mà khiến cho bạn cảm, khiến cho bạn kiểu cái movement của bạn nó tốt hơn, cái di chuyển nhân vật của bạn nó kiểu nó đỉnh hơn á. Thật sự snap tap nó không có làm gì. Nhưng mà nó bị còn bị thêm một cái nữa là nếu mà các bạn bật snap tap mà các bạn không quen hoặc là các bạn chưa quen với cái kiểu mà di chuyển như vậy á, các bạn mà timing bắn súng á thì nó rất là khó luôn. Chứ nó là đối với mình, đối với cá nhân mình thì cái kiểu chơi của mình nó không phù hợp với lại snap tap. Thật sự luôn là tại vì mình giữ xong mình nhả ra mình bắn. Còn nếu mà các bạn kiểu jiggle hay là các bạn dead zoning các thứ thì có thể là snap tap nó sẽ có lợi cho các bạn, nhưng mà đối với mình thì nó, mình cảm thấy là nó không có lợi. Và đôi khi nha, nó lại làm khó mình cho cái việc mà di chuyển nhân vật á, cho nên là mình thấy là trong game á thì mình tắt snap tap đi. Thế là về tổng kết lại á, thì khi mà nhìn qua với lại cái bàn phím này á, nó chắc chắn là chỉ dùng để chơi game tốt nhất thôi, chứ cái việc mà các bạn gõ văn bản á hơi mệt, cái hành trình của nó khá là dài, hơi mệt. Và nó không có một cái cảm giác khi mà từ đầu á nha, từ cái lúc mà các bạn bắt đầu bấm á tới cái lúc mà bắt đầu mau á, thì cái cảm giác của nó kiểu nó bị hollow, nó bị rỗng á, nhưng mà nó bị dài nữa. Cho nên là các bạn sẽ thấy là khi nào mà mình bấm được cái phím đó, khi mà bấm được tới cái phím đó. Cho nên là mình thấy là để mà các bạn mua về chơi game với cái giá 3,5 triệu của nó thì thật sự rất là tốt. Nhưng mà để gõ phím mà các bạn đòi hỏi là con này nó phải gõ creamy, nó phải gõ clucky, nó phải gõ cực kỳ là ngon á, thì chắc chắn nó không dành cho bạn. Thì đây là cái video, nói chung là 3,5 triệu mà để có được một con bàn phím Razer có hãng lớn luôn nha, có bảo hành luôn nha, nhưng mà vẫn có một cái hiệu năng cực kỳ tốt và nó có thể cạnh tranh được với Wooding á, thì mình thấy là xứng đáng để mà các bạn đầu tư để mà bạn mua Huntsman V3. Thì đây là cái video mà mình review cái con bàn phím Huntsman V3 mini này mà mình được gửi đến từ anh Phong, cho nên là cảm ơn anh Phong rất là nhiều vì đã gửi cho mình cái con bàn phím này. Thì tổng kết lại, bàn phím này chơi game ngon. Thì cảm ơn các bạn đã xem, nếu các bạn thấy hay like, share, subscribe, và nếu các bạn muốn xem những video khác thì các bạn có thể bấm vào đây hoặc là đây. Thì bye bye. Bye. Sound test cái nha.